Đội Việt Nam phản công. Đường chuyền của Tuấn Phong cho Văn Quyến. Văn Quyến xử lý rất hay. Và tỷ số là 1-0 cho các đội Việt Nam. Văn Quyến đã chứng tỏ đẳng cấp của mình. Pha bóng rất xuất sắc của Phạm Văn Quyến trong sự vỡ hòa của toàn đội.